Dạ nó hay lắm mà giỏi nữa. Có giờ lúc nào mình cũng nhớ thầy. Tại mình nhớ là nhiều khi vợ mình nó hiền đó. Nhiều khi mình đi làm gì ở cái nhiều khi vợ chồng mình lúc nào cũng nhiều khi mà làm tiền nhiều khi không có đó thì vợ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì một dịp tình cờ được một người dân giới thiệu thì Bùi Hồ đang có mặt ở đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của một anh này, vợ mới mất chưa đầy một tháng và anh phải sống ở dưới ghe nuôi hai người con của mình. Và sự thật như thế nào mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xuống cái chiếc ghe này nè. Nghe nói hai vợ chồng anh này sống ở dưới ghe hoàn cảnh rất là đáng thương luôn. Thì mình muốn xuống đây để tìm hiểu thực hư như thế nào. Và đây hôm nãy mình có ghé nói chuyện, đây là mẹ, bác là mẹ vợ của anh ở dưới này hả? Mẹ ruột. Mẹ ruột hả bác? Ờ, con nhỏ chảnh là con dâu. Dạ, dạ. Ờ, em chào anh. Dạ, chào anh. Ô, bước qua dễ không ta? Dạ bà qua luôn đi bác cũng được. À, nghe, chào hai đứa con. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống đi, ngồi dưới ba đi. À, dạ anh thì em được nghe các giới thiệu nói á là hoàn cảnh của mình là vợ mới mất ha. Mình sống ở dưới ghe này lâu chưa? Sống đây mấy năm. Mấy năm rồi ạ? Cơ khoảng 4 năm nay. 4 năm năm. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 39 tuổi. 39 tuổi. Còn chị? Vợ thì hôm nay 33 tuổi. 33 tuổi. Anh với chị thì trước đây làm cái công việc gì? Cũng thì vợ thì lúc trước thì cũng đi mai với Bình Dương nhá. Rồi thấy mai không đủ sống. Rồi mấy gì đây? Về đây cũng đi làm mướn. Rồi vợ nó bệnh như vậy rồi làm không có được. Anh hiện nay làm cái công việc gì? Cũng như ai mướn gì làm đó đó, như công việc bây giờ cũng như đi làm cá mướn người ta. Rồi như mình ta ngưng thiện cái ai mướn gì mình làm cái đó. Anh tên gì ha? Tên Nhàn. Anh Nhàn. Thì anh với chị về không có đất hay sao mà mình phải ở dưới ghe như thế này? Không có đất. Cái nền còn không có. Không có nền luôn hả bà? Như ở đây thì ở bướng nhà, ở đất của người ta nè, đậu nhờ với mấy sông nè. Dạ. Thì chị mất đến nay là bao nhiêu ngày? Bữa nay nữa là 28. Tuần này nữa là 28 ngày. Lý do sao chị mất anh hả? Bị bệnh. Bệnh gì ạ? Não. Não. Dưới hầu lúc trước thì cũng có là bị bệnh tiểu cầu, như thiếu máu. Thiếu tiểu cầu. Ừ, thiếu tiểu cầu. À, đi cũng hai lần mà tới lần thứ ba này chạy không kịp, cũng vô đợt dịch này rồi cái như đi không có kịp, không có cho đi đó, chuyển vòng vòng rồi lên não luôn. Lúc trước thì làm người ta không cho làm nặng, không kiểu như làm nặng quá làm không có được đó. Cũng làm hoạch trong đây, cũng đi giữa ốc giữa hến thì mướn na rồi đầu cái thấy bệnh rồi cái mới chở đi. Chứ là bác sĩ thì làm nặng, không cho làm nặng. Ta nói cái bệnh đó là làm không có được. Chị mất ở đâu? Mất ở Cần Thơ. Chị mất Cần Thơ. Là lúc đó mình chỉ chở được xuống tới Cần Thơ thôi. Chở được xuống Cần Thơ chỉ là có một đêm với là buổi sáng là rồi mới chở gì. Em nghe nói dịch bệnh này chị mất thì cũng không có ai đồ xuống được nữa. Bên chị á? Thì bên vợ thì xin qua mà không có, người ta không có cho qua, người ta sợ dịch bệnh rồi sợ khác bệnh đó, rồi người ta không có cho qua. Chị quê ở đâu ạ? Ở Tân Hưng. Tân Hưng Long An.
Thì hiện nay thì anh với chị có được hai bé. À. Con tên gì con? Nói tên. Con nói lớn lên. Con tên gì? Bự lên. Nó bự lên đây. Ngân. Ngân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. Còn con? Con tên Thắm. Thắm, năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? 7. Con 7 tuổi ha. Ngân học lớp mấy nè? Con học lớp 5. Lớp 5, còn Thắm? Học lớp 2. Thắm học lớp 2. Hai con thì còn đang đi học đúng không? Dịch bệnh này không đi học thì học online hay gì? Con học online, em nhà không học. Còn em còn sao? Rồi bự lên. Em con không học online. Mẹ mất thì không gài, hai con buồn có khóc không? Dạ, có. Có hả? Nhiều không? Nhớ mẹ không? Dạ, có. Có hả? Thường thì con với mẹ đâu ngủ ở đâu? Trước khi mẹ chưa mất con mẹ ngủ ở đâu? Dưới ghe. Dưới ghe hả? Chỗ nào đâu? Dạ. Chỗ đây hả? Còn bây giờ? Bây giờ ai ngủ ở dưới ghe? Mẹ với cha với em, còn con ngủ ở trên nhà với bà nội. Mẹ mất rồi mà. Lúc mẹ mất rồi. Ngủ trên nhà với bà nội. Vậy hả? Con học giỏi không Ngân? Nó học cũng đã. Lớn lên con ước muốn làm gì không? Bây giờ con vẫn ở dưới ghe này hay sao? Bây giờ ăn cơm ở trên nhà nội luôn ha. Anh tên gì em quên thưa. Anh Nhàn. Dạ. Tên nó mượn lên con. Nhàn. Nó khóc luôn hả? Nhớ vợ không anh nha. Vợ nó hiền lắm. Mà giỏi nữa. Khóc luôn rồi. Nãy em đợi anh làm đi làm gì cho ta anh nha. Đi làm cá ở bên. Làm cá à? Ngày được nhiêu anh? Nói chung cũng hên xui, có bữa thì đông người thì mình được nhiều, đông người quá thì ít. Còn ít người mình làm cực hơn thì nhiều. Khi bữa 200, trăm mấy cũng có. Thật như anh em tao vô đông á, cũng chia sớt nha ra làm, đâu cũng cái là ít. Hồi như vô đợt thì ít tay làm thì mình làm được nhiều. Khi bữa 200, 200 mấy, khi bữa trăm mấy cũng có. Mình làm thường xuyên không anh? Vậy này như cũng có khi nghỉ tầng mặt 10 ngày nữa, tháng không chừng nữa. Rồi như người ta công ty người ta bắt liên tiếp thì mình bắt hoài, như hết hầm là nghỉ. Như hầm nó 4-500 tấn, 400 tấn. Cây bắt hết đó là nghỉ. Bà nội khóc luôn rồi. Mỗi một ngày như thế là 150 đến 200 ngàn. Là anh bắt từ mấy giờ đến mấy giờ? Khi nó bắt sớm, đặc dụ 8-9 giờ, 9-10 giờ như hồi nãy mà đi đó. Như bây giờ qua bển là anh em ta đang bắt thì là có khoảng là 2-3 giờ. Có bữa thì công ty bắt sớm khi 4-5 giờ không chừng. Bắt đến 2-3 giờ chiều. 2-3 giờ chiều là được 150 đến 200 ngàn. À. Thì mỗi ngày chi phí về thì anh với lại cho hai bé ăn học luôn là bao nhiêu tiền? Thì như sáng thì ăn học như mình hàng ngày đó. Dạ. Cha con dính cũng là ngày cũng cả 100 ngàn. Dạ. Cũng như là như ngày nào mình được 100 mấy 200 ngàn thì nó là mình cũng như được chi tiêu được ngày đó. Dạ. Xăng cộ ăn uống đồ rồi cái tự mình tự túc. Chứ là người ta không có bao mình hết. Nhưng người ta như đi làm buổi sáng vậy là cơm nước là cho mình chỉ ăn được buổi sáng. Rồi thuốc men là mình tự túc. Dạ. Ăn buổi sáng là còn thuốc men tự túc. Rồi hai bé nó đi học luôn là mình lo hết luôn. Mình có sổ hộ nghèo gì không? Không. Không. Mình không có đất cát để ở nên thành nữ mình mua chiếc ghe mình ở. Trước đây mình mua chiếc ghe này bao nhiêu tiền? Đó, mua chiếc ghe như là anh em ta quen á, người ta mua chiếc ghe này người ta bán lại cho mình 4 triệu rồi. Dạ. Nhưng mà về rồi thu sửa thì cũng mấy triệu, nhưng mình đi mượn đó thì người ta cái sửa ghe này thấy không có đắt, mình ở đây cho nó tiện. Ở đây cũng nhờ ở đậu của mấy ông chú cơ bên này.
rồi người ta kêu cho ở. Hai đứa vẫn còn đang khóc à? Có khi nó đi làm gì rồi nó thấy mà làm gì trễ rồi nằm mình buồn á, khóc nhớ khóc. Dự định hết dịch thì anh có đi làm nữa không, hay là anh sẽ ở đây để làm nuôi hai đứa ăn học? Ở đây làm luôn chứ không có đi làm, bây giờ còn hai đứa nhỏ ở đây rồi không có bỏ được. Bị là bây giờ mẹ nó mất rồi, chỉ nó mến. Vậy là anh đi làm thì hai bé lên nhà bà nội ở. Nhà bà nội. Còn anh về thì tối xuống đây ngủ. Hai bé ngủ ở trên đó luôn hay là sao? Hai bé thì cho ngủ trển. Như ở đây nước nôi thì sợ đi làm rồi đậu nước nôi á. Dạ. Chứ bằng đêm sợ mưa gió cho nó ngủ trển. Còn mình một thì ngủ như này, bằng đêm thì cúng rồi cái là ở đây không. Anh ở đây luôn, ngủ đây luôn. Anh được mấy anh em? Được 6 anh em. Thì anh ăn uống sinh hoạt thì sao anh? Ở dưới này hết luôn hay sao? Sinh hoạt thì mấy lúc còn vợ thì ăn ở như này. Nhiều khi có mình một thì khi có bữa thì lên chở ăn, làm gì trễ quá lên chở ăn với mấy đứa em luôn. Thời nào còn... thời gian mình quẩn thì mình ở đây mình có ăn. Có nhỏ em nấu cơm, dạ. Lo cho hai đứa này. Có nghĩa là lúc trước đây còn vợ con á. Còn vợ còn thì mình thì ăn uống rồi sinh hoạt ở dưới này. Vì lý do là vợ mất nên anh thử là mình ăn ké ở bà nội luôn. Với mấy nhỏ nó ở trển thì bữa nào mình về sớm có khi mình mỏ có khi buồn không ăn á, lên trển lên nhà ăn với mấy đứa luôn, với mấy đứa em luôn. Cái này em hỏi trả lời được không trả lời được rồi. Tối nhầm khi thì trước đây thì hai vợ chồng đi làm từ Bình Dương về đó, thì cái việc mà hiện nay thì chị mất đi mà đặc biệt là dưới ghe này cảm thấy lạnh lẽo thì anh có buồn dữ lắm. Khó chứ. Mình nhiều khi mình đi làm gì thì lúc đầu thì còn vợ còn con thì nó hủ hỉ, vợ chồng nó hủy. Khi vợ đi làm gì á cũng có mình một lục đục. Mình một mình thấy mình suy nghĩ là cũng buồn. Còn vợ chồng thì nó vui. Nghe nói thì mỗi lần nhắc đến chị thì anh rơi nước mắt. Đi làm cũng khóc, nhỏ này dỗ khóc. Con dỗ ba hả? Cha đừng khóc nữa. Anh có cái kỷ niệm gì nhớ nhất đối với chị không? Có giờ lúc nào mình cũng nhớ. Thầy tại mình nhớ là nhiều khi vợ mình nó hiền đó. Nhiều khi mình đi làm gì rồi cái nhiều khi vợ chồng mình lúc nào cũng nhiều khi mà làm tiền nhiều khi không có đó thì vợ chồng cũng lục đục đó, mà mình nói thì vợ nó cũng không nói đi nói lợi chứ. Bởi suy nghĩ lại thì mình nhớ là gì, mình thấy thương vợ mà khi quên mình đi làm lãng quên thì nó mình đỡ, mà về nhà thì tối mình ngủ mình mọt thì cái suy nghĩ là cái mình chịu không được. Ngân ơi, sao con khóc? Sao con khóc nói chú nghe ai? Đừng khóc. Thôi Ngân ơi. Dạ chú và con. Hôm ngày thì ai đưa con đi học? Hả? Rảnh con mẹ đi, còn mẹ không rảnh đi bộ. Mẹ không rảnh đi bộ ha? Dạ. Thôi đúng rồi, chạy xuống rồi. Ngân thì bi lớn biết, còn Thấm thì còn nhỏ quá. Nhỏ này nó khóc nhiều hơn này. Ở dưới ghe rồi điện đài sao anh? Thì xài bình không à? Xài bình không? Bình không? Rồi khi thì lúc vợ chồng thì xài bằng cái bình, đường xa quá rồi mình không có câu điện qua lộ thì khó đó. Rồi vợ chồng xài bình không à? Anh bây giờ có ước muốn gì không anh? Có mong ước gì? Không, chỉ bây giờ là làm, chỉ muốn là mình dán làm thôi cho con cái nó ăn học. Chứ giờ
giờ cũng giờ còn mình là cha con nè, dáng làm cho nó học, nhưng mình bường mình làm mướn thì nó học được tới đâu hay tới đó. Giờ muốn cất nhà cũng không có nền đâu cả. Giờ đặt ví dụ giờ như muốn mình muốn cất nhà cũng không không có nền vì đó giờ ở dưới ghe không. Giờ còn thiếu nợ gì không? Còn thiếu nợ ai? Còn mấy bà như chị với này nè, với bên vợ cát là mấy triệu sao thiếu gì đó, cũng đi làm nó cũng mình làm rồi cái mình mượn với lúc vợ bệnh nữa đó, rồi vợ bệnh rồi làm không đủ rồi mượn cũng nhờ anh em ta giúp đỡ. Giờ làm là chỉ lay lắt để sống ngày nào qua ngày đó thôi chứ đâu có điều kiện đâu mà trả nợ ha. Đúng rồi. Tổng cộng số nợ anh thiếu nhiêu đằng? Bây giờ còn thiếu lợi có khoảng là 4 mấy triệu. 4 mấy triệu nhà nước hay là thiếu ở ngoài? Thiếu ở ngoài không à, dưới bên vợ vậy. Mày bên vợ thì thấy như là thấy gì giờ vậy rồi, nhưng mà bà người ta không có đòi như thấy giờ con cháu như gì nè. Rồi mấy bà cũng không lấy lờ, có nói giờ mằng giờ dán nuôi con đi, nói chừng nào có tiền thì là trả. Đúng rồi, thiếu bên vợ cũng 2 mấy triệu hả? Bên vợ 2 mấy triệu à. Thì cũng như thiếu là bệnh. Dạ, bệnh mới thiếu. Ừ. Rồi lúc trước, lúc rồi chị mất thì mình chung chị ở đó, mình để chị ở đâu? Có nghĩa là quan tài đồ để dưới này hay là trên nhân định? Trên nhà hả bác? Dạ, chút xíu nữa con lên nhà đó. Dạ. Nói chung là hôm nay nghe cái hoàn cảnh của anh đó, nói chung là nghe được anh Cát giới thiệu thôi, thì nói anh sống ở dưới ghe vậy đó, vợ mới mất mà lại không có tiền này kia, thì nói chung là cũng rất là bùi ngùi. Mà anh là một trong những cái hoàn cảnh mà em gặp được rất khó khăn, đặc biệt là Ngân với Thắm ở đây nhỏ nhưng mà lại mẹ lại mất sớm, cảm thấy lẻ loi, cũng thấy buồn tủi. Thì hôm nay thì em thì không biết nói gì hơn, em đến đây là để cùng với anh để đi quay về cái cảnh nước dâng lên dớn rồi đó. Đây, em đến đây thì em thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật Bản á, em gửi trước cho gia đình của mình 1 triệu ha, để mình xây sở trong cái thời gian sắp tới cho qua mùa dịch này. Này là chị Xuyên ở Nhật Bản nè, gửi cho mình ha. Rồi sẵn đây em thấy mình sống ở dưới ghe đó thì chú Kevin Trần, em sáng em lên nhà cũng xa, em gửi cho mình cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Cái bóng đèn này thì sử dụng rất là tiện lợi ha, để mình có tối có thể mình thắp. Bóng đèn này mình không có cần sạc đó, lấy cái này có thể sạc điện thoại được luôn. Ây da, ây da, treo lên được luôn anh. Dạ. Cái bóng anh lấy này nha, để hoặc là có thể cho các bé học. Là anh gặp cái này lên, gặp ở dưới này lên, em cầm cái tay gặp lên, cầm máy cho em cái này. Anh cầm vậy giùm em. Đó, dạ, gặp lên là được, đem ra nắng đem ra sạc là được, gì là tắt ha. Ở dưới này có nút bấm này để mình đi pha, để mình đi đèn ngược. Dạ, để mà mình buổi tối có mình có thể mình thấy được ha. Thì thôi em cũng chia sẻ với lại cái nỗi buồn mất mát của gia đình mình, thì cũng như là cái khó khăn của gia đình mình. Thì thời gian tới nếu như mà có mạnh thường quân có giúp đỡ thì em sẽ lên Cát hay để có thể lên nhà mình, tại đường đi gia đình mình cũng khó khăn quá. Thì hôm nay thì con nghe bà kể về cái câu chuyện của nhà mình đó. Thì bây giờ có thể bà có thể dắt con lên nhà chỗ mà anh Thái vợ của anh mất mà để trên đó đó các bạn.